vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Huyện Hà Trung phát huy hiệu quả mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Tháo gỡ khó khăn về phòng cháy chữa cháy để các doanh nghiệp hoạt động bình thường. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 28 tháng 3, đoàn giám sát số 2 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, đã giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2022 tại Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa về những lĩnh vực do Sở quản lý. Theo báo cáo của Sở Công thương, việc triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng theo chức năng nhiệm vụ của Sở đảm bảo đúng quy định, đúng thẩm quyền các nội dung tham gia góp ý công tác lập, thẩm định, phê duyệt của sở công thương được các đơn vị quan tâm tiếp thu hoàn thiện, cập nhật vào các đồ án quy hoạch. Các chủ trương định hướng phát triển lĩnh vực công thương, quy định tiêu chuẩn, định mức ngành công thương được các đơn vị quản lý thực hiện nghiêm túc, góp phần hoàn thiện thống nhất giữa quy hoạch xây dựng với quy hoạch chuyên ngành. Công tác thanh tra kiểm tra, giám sát được phối hợp thực hiện thường xuyên, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước. Quá trình triển khai thẩm định trình ban hành các quy định phát triển điện lực đều được thực hiện theo quy định, đảm bảo tính khách quan, minh bạch thông qua việc lấy ý kiến đầy đủ của bộ ngành trung ương, các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố, các đơn vị điện lực. Chất lượng công tác quy hoạch hạ tầng cấp điện phù hợp với thực tiễn, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung chương trình làm việc với đoàn giám sát Báo cáo của Sở cơ bản đáp ứng yêu cầu theo đề cương. Đồng chí đề nghị Sở Công Thương thời gian tới trên cơ sở chức năng nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh, các địa phương từng bước giải quyết những tồn tại bất cập trong quy hoạch các cụm công nghiệp, quy hoạch chợ, cây xăng, quy hoạch điện lưới đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả của các đề án quy hoạch liên quan đến lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh. Với những nội dung cần làm rõ, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Sở Công Thương bổ sung, hoàn thiện báo cáo để đoàn giám sát có cơ sở tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh. Hôm nay 28 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã trao các đồ dùng cần thiết cho 12 mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng tại 12 huyện miền núi đang thực hiện dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2021-2025. Hội đã trao tặng các đồ dùng cần thiết như giường, tủ, bàn ghế, nồi bếp cho các mô hình địa chỉ tin cậy tại trung tâm y tế xã, trụ sở công an xã hoặc nhà văn hóa thôn. Các địa chỉ tin cậy sẽ tiếp nhận, hỗ trợ, trợ giúp pháp lý cho các nạn nhân bị bạo lực, đảm bảo an toàn bí mật cho nạn nhân và người báo tin. Đây cũng là nơi để hội viên phụ nữ gặp gỡ, chia sẻ, thao gỡ những mối bất hòa trong cuộc sống gia đình, đặc biệt là quan hệ vợ chồng. Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng là một trong ba mô hình của dự án 8 với mục tiêu giảm tình trạng bạo lực gia đình, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình. Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở chịu trách nhiệm chính trong thực hiện mô hình. Sáng nay, Thường trực huyện ủy Lang Chánh đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lang Chánh năm 2023. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cán bộ hội viên phụ nữ huyện Lăng Chánh đã nêu lên những đề xuất và kiến nghị về công tác cán bộ nữ, việc thực hiện bình đẳng giới, các nhóm vấn đề về an sinh xã hội, phát triển kinh tế, phụ nữ khởi nghiệp và tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chế độ phụ cấp, chính sách bảo hiểm xã hội, kinh phí hoạt động hội, các câu hỏi của cán bộ hội viên phụ nữ tại hội nghị đã được đại diện chính quyền huyện Lăng Chánh thẳng thắn trao đổi, giải đáp thỏa đáng. Qua hội nghị đối thoại, người đứng đầu cấp ủy chính quyền vừa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến đóng góp, phản ánh những vấn đề mà hội viên phụ nữ và nhân dân quan tâm. Từ đó có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ và phong trào phụ nữ nói riêng trong thời gian tới. Sáng nay, Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị thống kê toàn tỉnh năm 2023 với chủ đề tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả. Tại hội nghị, đại diện cục thống kê tỉnh Thanh Hóa đã phổ biến quy định về thu thập, tổng hợp, công bố và sử dụng thông tin số liệu thống kê nhà nước theo luật thống kê năm 2015. Thông tin về kết quả tổng hợp, biên soạn công bố cung cấp một số chỉ tiêu thống kê kinh tế xã hội chủ yếu thuộc nghị quyết Đại hội Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, hướng dẫn cách tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế xã hội phục vụ sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả, các đại biểu đã thảo luận thống nhất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thống kê nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Ban quản lý dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học tại Thanh Hóa đã tổ chức diễn đàn Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng gắn với chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học do cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID tài trợ tại một số tỉnh của Việt Nam tại diễn đàn các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi về các vấn đề về thực trạng và giải pháp để liên kết trồng rừng thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng rừng gắn với cấp chứng chỉ FSC, tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển ngành lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa, phương pháp tiếp cận công tư cộng đồng của dự án nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tại Việt Nam, dự án FFM, cơ hội thách thức, bài học kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ trong quản lý rừng bền vững và chuỗi giá trị các mô hình liên kết trong chuỗi giá trị gỗ rừng trồng bền vững. Trong khuôn khổ diễn đàn cũng diễn ra chương trình ký kết hợp tác giữa công ty sản xuất gỗ Biomat Nghi Sơn và ban quản lý rừng phòng hộ ở các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đảng ủy Bộ chỉ quân sự tỉnh Thanh Hóa luôn chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp, nâng cao chất lượng, tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng và đảm bảo an ninh chính trị ở cơ sở. Với phương châm vững mạnh rộng khắp, lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa đã được xây dựng với số lượng hợp lý, tổ chức biên chế tinh gọn. Những năm qua, lực lượng này luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt đi đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, làm tốt công tác dân vận các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới xóa so đói giảm nghèo. Đồng thời phối hợp cùng các lực lượng khác tăng cường tuần tra canh gác, chốt chặn bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hàng năm 100% đơn vị dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh được tổ chức huấn luyện, quân số đạt 97,3% trở lên, kết quả huấn luyện khá giỏi thường xuyên đạt từ 70 đến 80%, bám sát phương châm cơ bản thiết thực chất lượng Nội dung chương trình huấn luyện sát với điều kiện nhiệm vụ của địa phương đơn vị. Tại hội nghị hội thao dân quân cơ động cấp huyện và cấp tỉnh năm 2022, nhiều đơn vị đạt kết quả cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Từ mô hình điểm triển khai vào năm 2021, đến nay tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện Hà Trung đều thực hiện mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Hà Trung là một trong những đơn vị hoàn thành sớm việc triển khai mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ đến tất cả các xã thị trấn, việc triển khai mô hình đã tạo ra thay đổi rõ nét trong cung cách phục vụ nhân dân của bộ máy chính quyền. Chính quyền có thư xin lỗi người dân khi thủ tục hành chính giải quyết không đúng hẹn, có thư cảm ơn khi những góp ý của nhân dân là đúng đắn hợp lý, có thư chia sẻ buồn vui khi các gia đình trên địa bàn có việc hiếu hỉ. Nhờ vậy, chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với cung cách phục vụ của cơ quan hành chính luôn ở mức cao, đạt từ 90% trở lên. Chỉ bằng những hành động cụ thể trong cử chỉ sắc thái đã làm chuyển biến tích cực về văn hóa ứng xử nơi công sở của huyện Hà Trung. Qua đó càng khẳng định mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, có phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhiều doanh nghiệp đang bị đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động do không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Hạ tầng phòng cháy chữa cháy của các khu cụm công nghiệp chưa hoàn thiện cũng khiến cho việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy của các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, nếu không muốn nói là nguy hiểm. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có gần 900 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke thì hầu hết đều đang phải dừng hoạt động do không đáp ứng được quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Còn đối với các doanh nghiệp may, yêu cầu về phòng cháy chữa cháy là rất nghiêm ngặt do hoạt động trong lĩnh vực nguy cơ cao về cháy nổ song do hạ tầng phòng cháy chữa cháy được đầu tư từ nhiều năm trước, đến nay không đáp ứng được quy chuẩn mới, theo quy định sẽ không đủ điều kiện hoạt động. 100% các doanh nghiệp đã đầu tư trước năm 2012 không thể đưa vào để mà hoạt động được theo những cái tiêu chí mới này. Nếu như doanh nghiệp thì cố tình làm thì vi phạm pháp luật và bị xử lý về hành chính, về phạt tiền. Cho nên cái này thì các doanh nghiệp hiệp hội diệt may đang rất có nhiều ý kiến kiến nghị với tỉnh là tỉnh phải kiến nghị với nhà nước, với quốc hội để làm thế nào mà giãn cách cái thời gian thực hiện cái tiêu chí mới của luật phòng cháy chữa cháy có thể kéo dài từ 2 đến 3 năm để cho các doanh nghiệp chuẩn bị. Những khó khăn của doanh nghiệp trong đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy sẽ tiếp tục được phản ánh đến cấp ủy chính quyền trong cuộc hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức tới đây bản tin cuối ngày hôm nay xin được khép lại tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại